Phương thức khác để chuyển Bitcoin sang tiền mặt đã bị các cơ quan chức năng chặn nhằm tăng cường nỗ lực đưa tiền điện tử tuân theo các quy tắc KYC và AML. Cơ quan quản lý tài chính của Anh đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM Bitcoin ở nước này. Các nhà cung cấp ATM gần đây đã nhận được lệnh từ cơ quan giám sát để ngừng hoạt động hoặc có nguy cơ phải đối mặt với hành động cưỡng chế. Máy ATM Bitcoin cho phép người sở hữu tiền mặt chuyển đổi tiền mặt của họ thành Bitcoin một cách độc lập hoặc ngược lại. Cho rằng các giao dịch tiền mặt là riêng tư, sự gia tăng của các máy đã làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể giúp tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền mã hóa. Hầu hết các máy ở Anh đều được đặt trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi mà FCA cũng đưa ra thông báo. Cơ quan chức năng tuyên bố rằng họ đã không cấp giấy phép cho bất kỳ nhà điều hành máy ATM nào và lo ngại rằng họ không cung cấp đủ kiểm tra lý lịch mà các sàn giao dịch trực tuyến thường bắt buộc phải thực hiện. Các công ty bị phát hiện vận hành những máy này bất hợp pháp có thể phải chịu phạt tiền và truy tố hình sự trong khi bị ngăn cản các hình thức kinh doanh tài chính khác.